Tôi không phải kêu thức dậy, tôi nói cho nghe. Thành ra muốn giải đãi cũng không giải đãi được. Phước chúng như hải, cái phước đức của đại đa số đó là rộng lớn như biển. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị, tôi đúng ra là tôi còn muốn tổ chức bát quan trai nữa. Tôi tổ chức mấy lần rồi, tôi mệt quá xuống dưới tôi bệnh. Vì ông đệ tử sư phụ tôi đó, ông cài rồi, tôi không làm gì được hết. Một mình tôi làm sao được, làm thì phải tất cả quý sư trợ duyên cho tôi. Đây mà tôi tổ quan trai có mình Thượng Đức, ông giỏi, ông điều khiển tiếp tôi được. Thì tôi chỉ là chỉ huy, tôi nắm là nắm tướng thôi, chứ mà tôi nắm quân nữa làm sao tôi nắm được. Như Đức Phật thì Ngài giỏi gì cho Ngài cũng nắm tướng không à. Ngài nắm 10 đại đệ tử lớn của Ngài, rồi Ngài mới giao cho mấy ông tỳ kheo mới xuất gia, giao 10 đệ tử. Mình Xá Lợi Phất là 500, 11 Quyền Liên 500, rồi Phú Lậu Na 500, Ca Diếp 500, rồi Ngài lãnh đạo là 1.250 vị, nhưng mà cũng chia từng nhóm từng nhóm. Một nhóm có khi 4 vị, có khi 20 vị, tùy theo khả năng của ông đó. Thì đây giờ tôi thấy tôi cũng bắt chước như vậy. Thì quý vị có một số đã nghe tôi có người 20 mấy 30 năm rồi, giáo pháp rất vững. Mình đừng bao giờ tự ti, tự ti là ngu si. Mà cũng đừng bao giờ tự cao, tự cao là dại dột. Phật pháp là học càng thấy mình ngu. Nhưng mà đi trước thì mình có số vốn, mình giúp đỡ lại cho người đi sau. Chứ đâu phải là thầy, tôi còn chưa dám xưng thầy mà. Tôi như vậy chứ tôi đâu phải là ông thầy, tôi có đắc quả gì đâu. Mà chính tôi cũng chưa biết tôi đắc cái gì. Thì tôi chỉ là người đi trước, giúp đỡ người đi sau. Rồi quý vị cũng vậy, người nào mà nghe đã 20 mấy 30 năm rồi thì giúp đỡ mấy người mới thọ giới, mới vô học pháp, mới 5-7 ngày, một người dài từng, để cùng nhau nâng đỡ đi cái con đường giải thoát cực lạc. Của ai mà giảng sanh gì đó hết thì bằng nhau thôi. 100 người về đó thì 100 người tu tới thành Như Lai, cũng như Phật Thích Ca. Khi Ngài chết rồi, Ngài thấy xong rồi đó, thì Ngài tịch thôi. A Nan năn nỉ lợi Ngài nó không được. Những người mà có duyên với ta thì ta độ hết rồi, còn những người không duyên thì ta cũng không làm gì được. Cũng như cái ông gì tôi nói, thọ giới và phạm giới mà thấp quá làm sao vậy. Tôi thấy ông nghèo giúp đỡ mà giúp đỡ không được. Có những người mà mình thấy là họ tối quá trời, làm cách mấy người ở mẫu giáo mà giờ muốn đưa lên lớp 12 cũng phải chịu đó. Dùng đủ cách không được thì thôi. Mà Đức Phật cũng vậy, Ngài đâu có độ hết Ấn Độ. Có 1.250 vị là đắc quả A-la-hán thôi. Còn mấy vị kia thì nhập lưu có, nhất giả lai bất lai có. Phật mà còn phải đầu hàng mà. Tôi làm gì được, nhưng mà tôi làm hết sức tôi. Người nào có duyên tôi độ, mà không duyên thì tốt. Nói vậy thì bữa nay chúng ta trở lại bài giảng. Thì tôi đã nói là lấy cái tâm làm gốc, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết chúng ta làm căn bản, để chúng ta giải thoát luân hồi sanh tử khổ. Hiểu biết như thế nào là bốn đường ác, hiểu biết như thế nào là bốn đường thiện, hiểu biết như thế nào là nhập lưu, nhất lai bất lai a la hán. Tôi trình bày rất là sáng tỏ, mà không phải trên trời dưới đất, mà ngay trong xác thân mình, ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cuộc sống này thì có thân, có miệng và có tư tưởng, có cái tâm. Thì tâm chỉ huy hết tất cả. Thành ra tôi chứng minh trên cái tâm. Mà quý vị muốn trả lời câu hỏi nào trong cuộc sống của mọi người, quý vị cứ nắm cái tâm đi trả lời theo đó. Thành ra tôi bây giờ không có sợ những cái câu hỏi nữa. Tôi cứ trở về cái tâm tôi trả lời thôi. Vì tôi muốn quý vị cũng nắm cái tâm. Mà cái tâm nó phức tạp á, không phải dễ. Thành ra chúng ta thấy như cái câu chuyện của Huệ Năng và Quyền Giác thì cũng đặt trên tâm. Huệ Năng đó thì là tổ đắc quả rồi, muốn thử có Quyền Giác đắc hay không, mới kéo trở về cái tâm của hiện tượng, tức là tâm của chu kỳ, tâm của tam giới của chúng ta. Quyền Giác mới nâng cái chỗ đó đưa qua cái Bát Nhã là tâm của bậc thánh nhân, rồi Ngài kéo trở lại tâm của người trời, của chu kỳ, của bốn đường ác, bốn đường thiện. Quyền Giác đưa trở về tâm của bậc thánh.
Ngài kéo trở lại tâm hiện tượng của người trời hầm phu nữa, Ngài kéo về tâm của Đức Thánh nữa, cho tới bốn lần như vậy. Thứ nhất là vô Ngài đặt cái câu hỏi liền. Đạo Phật có hai câu thôi, một câu là A-la-hán, một câu là Bồ-Tát phát Bồ-đề tâm để tới Như Lai. Thì sau khi mà đi ba vòng không lại, thì Huệ Năng hỏi Đại Đức từ đâu đến mà ngã mạng quá, tự cao quá vậy. Thì Ngài mới nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chấm lắm, ở đó mà lại. Thì Huệ Năng coi coi Huệ Năng trả lời sao. Nếu mà tổ Huệ Năng trả lời pháp môn thì Ngài bỏ đi liền, không lại, chỉ xá thôi. Rồi Huệ Năng nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không có pháp môn, chỉ nhận lại thôi. Sao không ngay cái đường sống đó mà Đại Đức nhận lại cái dòng nước? Sống không phải là dòng nước. Dòng nước thì nó chuyển biến từng sát na, nó không bao giờ mất, nó cứ trôi chảy mãi, đứng lặng mà chuyển biến. Và từ đó tham sân si gió bát phong của Đại Đức mới mượn cái đó mà đổi thành lực sống. Có nhận thức và đối tượng nhận thức, cái kia là không có đối tượng. Không sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, sao không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường, ngay cái dòng nước chảy, sao Ngài không tùy thuận với dòng nước, Ngài chống lại chí, Ngài nhận chí, nó không bao giờ mất, nó là vô lượng vô biên, nó trôi chảy hoài, mà nó là nền tảng tạo ra tất cả lượng sống ác, lượng sống thiện, thì Ngài cứ nhậm nhận theo nó, Ngài tự tại trong nó, Ngài tùy thuận trong nó, Ngài liễu tri nó, thì viên giác là qua hết rồi. Ngài nói nhận lại tức là vô sanh, sanh tử mà tôi nhận lại, cái nhận lại là vô sanh, đâu có tu cái gì. Ngay trong cái liễu tri, cái chân thường, liễu tri tức là chân thường, tôi tùy thuận thì tùy thuận là Như Lai, là Bồ Tát Thánh, thì trả vậy là hết rồi, đâu có pháp môn gì, đâu có tu tập, đâu có cải sửa, đâu có từ từ, đâu có lai ra gì đâu, không ai giải ai được. Cái đó tự mỗi người đi lấy. Thì Huệ Năng mới khen, hay lắm, hay lắm, Đại Đức đã hiểu đúng, đúng rồi. À, thì sau khi mà chứng minh cho quyền giác cũng như thọ ký là được rồi đó, ông vậy là đúng rồi. Quyền giác bây giờ mới quỳ xuống lại, 3.000 oai nghi, 80 tế hạnh, người nói là đứng đắn đàng hoàng, chứ không phải lại theo kiểu mình đâu. Lại một cách tự nhiên, một cách là thông dong. Có người chứng đắc mà, rồi có tức là có hạnh vô cùng, mà hạnh là không phải là cố gắng cải sửa mà nó tự nhiên vậy. Sau khi lại rồi mới đứng hầu Huệ Năng, hầu tổ, hầu đâu chừng 2 tiếng hầu mới xin tổ về. Mà Ngài đã ấn chứng rồi, mà biết có đúng hay không, biết ông này chỉ mà mép tôi được 2-3 cái thôi, thử thêm cái nữa. Đại Đức sao về mau quá vậy? Thế ông này mới biết rằng Huệ Năng xỏ mình nữa, tổ chơi mình nữa. Ông nói vốn mình chẳng động, lý cái gì mà mau chậm. Tôi về là về xác thân, chứ cái tâm tôi có về đâu. Mà đứng trên đạo Phật là cái tâm, cái tâm tôi là tràn lan cùng khắp, tâm tôi với tâm Ngài là một. Tôi về là cái xác thân, chứ làm gì mà có mau với chậm. Tôi về cho tôi vẫn bất động. Thì Huệ Năng biết cái ông này độc đáo, mình kéo nó qua hiện tượng giới, qua cái luân hồi, nó kéo trở lại cái giải thoát. Ông đánh thêm một búa nữa, ai biết chẳng động. Mà Đức nói là bất động, mà làm sao đạo Đức biết bất động, ai biết là bất động. Thì quyền giác mới thấy Đại Năng xỏ mình thêm cái nữa. Mà nói tự tôn giả, tự tổ sanh tâm phân biệt. Cái dòng nước nó chảy như vậy thì thôi, tổ dùng tư tưởng có chặt nó thành cái lượng sống. Dòng nước là đâu có sống, dòng nước là dòng nước chứ đâu có người biết mà có đối tượng nhận biết, chỉ có dòng nước thôi. Mà tổ dùng cái tư tưởng chặt nó thành cái lượng sống người ta, con trâu, con bò, con chó,
có người biết và có đối tượng được hiểu biết. Chẳng hạn như là tôi là người, tôi thấy nước là nước, thì có tôi biết và nước được biết. Còn có nhà khoa học thì là có nhà khoa học biết và nước là H2O. Còn loài thủy tộc cá thì nó có cái hiểu biết con cá, thì nước là nhà ở không khí của nó. Mà thật sự nó chỉ là nước, đâu có hình tướng gì đâu. Mà tổ chặt lại làm hai, có người biết và có người hiểu biết. Tự tôn giả, tự tổ sanh tâm phân biệt. Không có vấn đề mà tổ đặt thành vấn đề. Cuộc sống thì sanh già bệnh chết là thường thôi, mà tổ nghĩ làm sao đừng sanh, làm sao đừng già, làm sao đừng bệnh, thì do tổ không muốn già, không muốn bệnh, cho nên mới có sự khổ đó. Già là thân già, cảm giác đau, chứ mà tổ biết thì có biết đâu có đau, có biết đâu có già. Mà tổ chặt ra, tổ không chạy theo cái biết mà chạy theo cái tư tưởng, thì mình thấy là hay. Thì ông Thiền Giác nói là tự tổ sanh tâm phân biệt. Chứ cái bất động thì nói là cái dòng nước nó chảy gì đâu, có gì đâu, là người biết và đối tượng biết. Tổ đâu có chịu dừa. Ông nói hay quá, hay quá, ông giỏi. Ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh, nghĩa là cái bất tử, cái niết bàn, ông hiểu được rồi. Ông hiểu được cái ý của niết bàn. Mà niết bàn là làm sao có ý nữa. Thành ra tổ vừa khen mà vừa đúc cái ngọn dao vào đó. Ấy, ông chụp được cái khen rồi là tổ đâm chết liền. Mình thấy là độc đáo. Thì Nguyên Giác đâu phải tay bở, trời tổ chơi mình nữa. Vừa khen mà vừa đâm mình. Nếu mình chịu cái tiếng khen là ngài giết mình chết. Thì Nguyên Giác mới hỏi: niết bàn bất sanh có ý nữa sao tổ? Niết bàn mà còn nghĩ về niết bàn nữa sao? Còn tưởng tượng niết bàn nữa sao? Mà tưởng tượng niết bàn thì đâu phải là niết bàn. Niết bàn có tưởng tượng, niết bàn thật sự là không thể tư tưởng được. Ông thật sự đã hiểu được cái ý của vô sanh, cái ý của niết bàn. Thì mình giác hỏi: niết bàn có ý nữa sao? Có tưởng tượng về niết bàn nữa sao? Mà tổ đâu có chịu dừa. Tổ nói nếu mà không ý đó thì ai phân biệt đây? Không có ý là không có tư tưởng, thì người nào mà phân biệt đây? Rồi chúng ta thường thường cái phân biệt cuộc sống chúng ta có ba: tôi phân biệt, và có đối tượng người ta trâu vệ chó để phân biệt, và có tư tưởng phân biệt. Ba cái: nhân, ngã, chúng sanh, tam lưng. Có tôi tu, có niết bàn tôi chứng đắc, và có phương pháp để tôi chứng đắc. Ba cái. Mà tổ đưa ra ba ngọn dao đâm một lượt vào Nguyên Giác. Nguyên Giác gạt một hơi ba ngọn, nếu kẹt nữa một ngọn nữa là đã đâm chết. Nếu mà ngài nói là không ý, là không có tư tưởng, thì ai mà dùng tư tưởng để biết đây, để phân biệt đây? Hay có ngài, có đối tượng để ngài phân biệt, và có cái sự phân biệt của tư tưởng. Nếu không có thì làm sao sống? Ngài ăn, ngài không có ngài, không có cái miệng ăn sao? Mà không có đồ vật để ăn sao? Ngài ăn thì ngài phải biết là có cái miệng ăn, có đồ vật để ăn, và cái đồ vật nó ngon dở, ngài phải biết chứ. À, cái này là đâm chết mình. Cuộc sống nếu không có vậy, quý vị sống bằng cái gì? Bậc thánh nhân Phật không có ăn sao? Rồi không có món đồ ăn cho Phật ăn sao? Đồ ăn là không biết món này ngọt chua cay sao? Mà biết thì cũng có ba cái: có Đức Phật, có món đồ ăn, và có sự phân biệt đồ ăn này ngon hay dở. Phật cũng biết ngon dở chua cay hay biết chứ. Không lẽ ăn đồ ngọt này không biết ngọt, đồ mặn này không biết mặn sao? Ngọt mặn là phân biệt. Phân biệt cái gì? Có Đức Phật và có cái món đồ ăn. Ba cái. Thật ra chúng ta thấy chết. Không ý thì ai phân biệt đây? Hồi nãy thì cái dòng nước nó không có sống, rồi mới dùng tư tưởng chẻ ra sống.
là có nhận thức về đối tượng nhận thức có hai cái. Ngài quyền giác bác luôn, bác ngài đưa cho tới ba cái. Cái thứ ba này rồi thì nếu không biết nữa thì Phật là cây đá, là địa ngục. Địa ngục đâu có biết như con đất hay là cái tình thủy ở nhà này có biết gì đâu. Nó không có sự sống mà nó cũng không có không có cái biết. Cái nhà này hỏi nó đâu có biết. Phật tử cất mà hỏi nó có biết Phật tử cất cho mày không, thì cái nhà nín thinh à. Rồi quý vị có đem đồ ăn cho nó ăn mỗi ngày không? Cũng không. Nó không biết mà nó cũng không có sự sống, thì là địa ngục. Mà dưỡng lẽ Đức Phật cũng vậy, ngài không biết gì hết. Đức Phật cũng giống như mình à, có Đức Phật ăn, có đồ Phật tử cúng dường cho ngài, món ăn đối tượng. Rồi ăn vô ngài phải phân biệt món này ngon hay dở, ngọt hay là chua cay mặn. Như vậy là có ba cái: có Đức Phật, có món đồ ăn Phật tử cúng, và có cái phân biệt của ngài. Phật cũng vậy thôi. Như vậy là không có ý thì ai đứng ra phân biệt đây? Chết. Chúng ta thấy là giữa đạo Phật ở ngoài đời phàm phu với thánh nhân nó giống hệt, nhưng mà nó khác. Cái khác là con người luân hồi, còn thánh nhân cũng sống giống hệt như mình mà giải thoát. Giải thoát cái gì? Ai trói cột mình? Tôi thấy lúc này ở Sài Gòn xuống kiếm tôi nhiều lắm, mà biểu giảng riêng tôi nó không được. Rồi biểu giảng chung thì bây giờ họ về không kịp. Cứ như nay có một số Phật tử ở Sài Gòn xuống đó, thì năn nỉ tôi bây giờ về thì tối quá, mà người nữ thì nhiều nữa. Bây giờ yêu cầu là tôi giảng 2 giờ, chứ 2 rưỡi thì nó tối quá, 2 giờ giảng tới 4 giờ, 4 rưỡi vậy đó. Bởi vì 4 giờ rưỡi, 5 giờ thì hết xe rồi, xe về Sài Gòn. Mà họ phải đi làm việc. Tôi thấy hơi tội đó. Tôi nói để bạch với Pháp hội coi, nếu đồng ý đó thì chúng ta giảng sớm một chút, 2 giờ. Chứ tôi còn tính là giảng thứ bảy nữa đó. Đồng thứ bảy hồi xuống mà có kẹt, còn ngủ nhà Phật tử chủ nhật hồi về. Thì thứ hai phải làm việc. Mà chủ nhật qua đây mà về cái lên tới Sài Gòn ấy, nó cũng 4 tiếng đó. Thì đây nếu 5 giờ là 9 giờ mới tới Sài Gòn. Mà người nữ mà đi đêm nữa thì nó cũng hơi khó, thấy cũng tội. Mà họ tha thiết vấn đề giáo pháp. Vì giáo pháp là bất tử mà, là niết bàn mà, thầy của ba đời chư Phật. Đức Phật có một cái danh từ quý vị nhớ không? Chúng ta có vua trời, vua người. Còn tôi quý vị là vua cỏ. Còn Đức Phật là vua pháp. Thì mình cũng phải là pháp dương tử, con của vua pháp. Vua pháp là nắm tất cả sát na và chu kỳ. Sát na thì dễ, ý chu kỳ thì dễ, mà sát na khó vô cùng. Cái chuyển biến của sống thì dễ, mình dùng cái nhận thức của mình chia sẻ phân biệt tổng hợp khoa học làm được, thì học sinh lớp 12 làm được có dễ dàng. Sắc thân này có mắt tai mũi lưỡi thân ốc thì mình phân biệt được. Mắt là tiếp xúc với sắc trần, sắc thinh hương vị xúc. Còn đa cảm giác thì mình cũng hiểu được, rồi tư tưởng cũng hiểu được, rồi ý chí là hơi khó. Rồi tới thần thức, linh hồn nữa, cũng khó nữa. Nhưng mà cái này dễ hiểu, tôi giảng quý vị có thể nắm được. Nhất là mạt na và a lại da. Còn cái linh hồn, nó không có hình tướng, nó có hình thôi. Nó trôi chảy, nó không thêm không bớt, không sanh không diệt, không to không nhỏ, mà nó là cái nền tảng để sanh ra mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Cái này quý vị làm sao hiểu? Thành ra pháp dương là phải hiểu được chuyển biến chu kỳ và chuyển biến sát na. Chuyển biến chu kỳ là có hình có tướng. Có hình là có thời gian nhận thức của mình, có tướng là có không gian, là đối tượng của nhận thức. Thì cái nhận thức của mình là vô thường, cái đối tượng nhận thức là sự vật, là vô ngã. Cũng như tôi nhìn cái nhà này thì cái biết tôi là vô thường, nghĩ tùm lum. Quý vị ngồi đây chứ chưa chắc quý vị nghe pháp tôi đâu. Nghe hồi cái nhớ con, nhớ ở nhà,
nhớ tiền bạc, nhớ ngày mai phải làm cái gì. Còn mấy người Sài Gòn này trời, không biết về trễ không, đây rồi mất xe, trễ xe đủ thứ hết. Ngồi đây chứ cái tâm nó nghĩ tùm lum, thì cái tâm là vô thường, nó không có bền, nó thay đổi hoài. Còn đối tượng cái tâm là người gì? Nghĩ con, nghĩ nhà cửa, nghĩ tới xe, nghĩ tới bài pháp. Đó là vô ngã, nằm ở trong không gian. Nhưng mà còn cái vô thường đặc biệt nữa, là vô thường mà mất không gian, chỉ còn thời gian thôi, chỉ có sự chuyển biến và chuyển biến. Đứng lặng, nhập vào đứng lặng, đó là linh hồn của chúng ta. Và linh hồn phức tạp à, tôi mới nói có một cái là linh hồn nó lên, nó mà đi lên nữa thì thành ra pháp thân, thành ra niết bàn tịch tịnh, mới lên cấp đó. Còn nó xuống cấp thì nó thành ra mặt trăng thứ hai, xuống cái mà mặt trăng thứ ba nó mới giao lưu với bốn đường ác. Nó phức tạp vậy đó. Thành ra cái linh hồn mình mà nó lên cấp thì nó về niết bàn tịch tịnh A-la-hán, nó xuống cấp thì nó thành ra bất lai, xuống nửa nhất vãng lai, xuống nửa thành nhập lưu. Còn nó sao động một cái nữa thành mặt na, là nguyên nhân của tam giới. Nó xuống nữa thành tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, rồi xuống trời dục giới, rồi người địa ngục, rồi nó thăng qua vọng quá lên thì nó thấy được hư không vô biên là mặt na, thức vô biên là thần thức a la gia, vô sở xứ là niết bàn của a la hán, phi tưởng phi phi tưởng là niết bàn Như Lai. Rồi nó tạo ra bốn cái niết bàn giả để nó duyên vào đó. Ông Tề Thiên là giữ tứ thiền là cái nơi độc đáo nhất mà Đức Phật lại chấp nhận. Hiện tại lạc trú chính là tứ thiền, bất động vô di. Cõi này là tam tai, thủy tai, quả tai, phong tai, không đụng tới. Thì sao nữa tôi phải giảng rành cái này. Quý vị tu phải phải nắm cho thật rành. Rồi hư không vô biên, tức vô biên, cái này cũng bị phải nắm cho rành, mà tôi chưa từng thấy ai giảng hết. Mấy học giả khôn tới đây là trải, không có giảng kỹ. Rồi giữa sơ thiền, nhị thiền, tam thiền khác nhau sao, cũng không ai giảng kỹ. Mà cái đó là cái tu của chúng ta. Cái nhị thiền chúng ta mới qua Bát Nhã, qua Đạo Phật được. Thôi chúng ta trở lại à, tôi lập tới lập lui và quý vị phải hiểu cho đó. 4 giờ thì nửa tiếng nữa là nghỉ, để mấy người ở Sài Gòn ở xa đó họ có thể về. Chứ tới 5 giờ là họ sợ hết xe đấy, nếu tội nghiệp ha. Thành ra kỳ tới nếu quý vị đồng ý chúng ta có thể giảng 2 giờ thì giảng tới 4 giờ hoặc 4 rưỡi, 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi. Tôi thì giảng không nổi đâu, tôi giảng chừng tiếng rưỡi là còn như là trả bài. Thì tôi nhắc lại là vấn đề của tư tưởng và Bát Nhã là một vấn đề khó khăn nhất. Mà nếu mà chúng ta lọt qua tư tưởng, chúng ta tưởng mình là Phật, là Bậc Thánh, thì chúng ta lọt vào ngũ âm mà. Bây giờ lọt vào đó rất là nhiều. Ông lên bà xuống, bà chúa sứ này kia cũng chẳng hạn như là Thanh Hải vô thượng sư, bây giờ thấy nổi tiếng thế giới, xưng mình là Như Lai vô thượng mà. Rồi gần đây là có ông gì đó, nó ở Tây Ninh cũng là đắc quả Như Lai A La Hán, nhập định 7 ngày 7 đêm đó. Mấy ngày đêm ăn thua vậy đó, cõi trời thôi. Tới mà ngài thiền sư Hư Dân á, là nhập định cái 40 ngày mà ngài còn không dám xưng là A-la-hán. Chúng ta thấy là nó có căn. Người cõi trời không nhập định được sao? Tiên cũng nhập định là một lần là mấy năm trời, 9 năm dòm dách mà vẫn là tiên thôi. Nhập định thì giống nhau nhưng mà cái tâm nó khác nhau. Có ai ngồi 49 ngày mà thành Như Lai bao giờ? Có mình Thái tử Si Đạt Ta nhiều kiếp. Tiên ta có thể ngồi là như là Hư Dân ngồi tới 40 ngày, còn có 9 ngày nữa thì thành Như Lai. Thành không? Chưa chắc. Ngồi thiền ai cũng ngồi mà để cái tâm như thế nào? Có người ngồi thiền mà thành địa ngục ngạ quỷ,
Vừa làm sao? Thành ra cái quan trọng là phải hiểu Pháp. Hiểu Pháp cho rành, nhập định với cái tâm như thế nào. Thành ra chúng ta thấy nắm cái tâm mà các vị tổ làm những việc là động trời động đất, mà không phạm, không bị nghiệp trói cột, không phạm giới. Chẳng như là, chẳng những như là ông Phật sống chùa Kim Sơn, cách đây mới có 40-50 năm á, ông ở chùa Kim Sơn ở Trung Quốc, ông đắc quả rồi, ông ra ông giáo hóa. Cái giáo hóa ông mình không tưởng tượng được. Ông một tay cầm cái đùi chó, một tay cầm đi rượu uống. Rồi mấy người tu chung bị cái thiền viện của ông đó 600-700 người đó, rồi chịu không nổi ông, mấy giờ trụ trì đuổi ông ra. Ông đi ra ông giáo hóa. Rồi mấy vị kia mới nói ngài tu rồi tại sao ngài ăn thịt chó mà lại uống rượu. Ngài nói tôi ăn thịt chó mà tâm tôi không chó là thôi. Còn các ngài không ăn thịt chó mà tâm chó thì đứng trên cái tâm. Nhưng cái đó tôi không phải là tán thán ổng, nhưng mà tôi nói đạo Phật nói vậy đó. Rồi mình thấy mấy người nào bệnh đó, cái này nó cũng lọt vào tà đạo nó, mà nếu tránh cũng vậy thôi. Bệnh lại năn nỉ ổng thì ổng cái cọ mồ hôi ở trong nách ổng nó ra giọt cục nhỏ nhỏ cho hòa với nước uống là bất cứ bệnh gì cũng hết. Nó độc đáo vậy đó. Có nhiều chuyện lạ lắm. Rồi chuyện Phật sống rồi Kim Sơn không biết viết làm sao mà tăng viết lại à. Ông sư đã trụ trụ ông thầy ở trong chùa với ông viết lại thôi. Có cái vụ mà ai ông bà bác sĩ đó, ông cũng bác sĩ mà bà cũng bác sĩ, rồi ông chồng đó là lấy bà bác sĩ nữa, mà 6-7 năm không có con. Rồi theo tục lệ bên Tàu đó, người Trung Hoa mà, là người vợ lớn phải đi cưới vợ bé cho chồng. Thì hai gia đình bên chồng là bác sĩ, bên ngoại cũng bác sĩ, hợp nhau bắt buộc bà phải đi cưới vợ cho chồng. Bà khóc quá bà không chịu, nhưng mà cuối cùng cũng bị áp lực rồi phải đi cưới vợ cho chồng. Cưới 1 năm sau thì cô vợ bé này có đứa con trai kháu khỉnh. Thì tất cả bên cha mẹ ruột của cổ, cha mẹ bên chồng đều thương cô vợ bé này. Bây giờ có đứa con duy nhất. Bên Tàu đó thì đứa sanh 1 người con trai bằng 10 người con gái. Nhất nam giết hữu là thập nữ giết vô. Thì cái phong tục ta vậy. Bởi vì con gái 10 đứa thì mất họ. Con trai 1 đứa thì ăn họ cha, gái 10 đứa thì ăn họ bên chồng. Mất cái họ gia đình. Thành ra họ rất kính con trai. Thì bà bác sĩ nào bà ghen. Hồi đó là còn chồng còn đối với mình với vợ bé bằng nhau. Bây giờ ông chồng cũng nghiêng vợ vợ bé. Cả gia đình cha mẹ ruột mình cũng nghiêng vợ bà nhỏ. Cô khổ quá. Thì bữa đó người vợ bé mới đi chợ thay thế vợ lớn mà, mua đồ thì mới gửi đứa con cho bà. Bà tính giết mà không biết giết làm sao. Bây giờ giết biết giết làm sao không. Tôi nói vậy đừng bắt chước làm bậy nha. Bà mới lấy cái kim cúc á, mà nhắm trên cái ót nhỏ mà đâm xuống. Thằng nhỏ hét lên 1 tiếng rồi chết liền. Cái đầu là chỗ quan trọng nhất. Mà lấy kim cúc mà đâm xuống một cái, thằng nhỏ hét lên 1 tiếng là đi luôn. Rồi cô vợ bé về thì ấm đứa bé chết đưa cho vợ bé. Nó trúng phong gì không biết mà chị ấm sao nó chết. Cô vợ bé đâu có tin. Mà bác sĩ lời khám mà không biết chết gì lý do gì. Thấy mình mẩy nó tím ngắt hết mà không thấy. Không thấy máu, có đâm cái tim đó là máu không có trào ra được mà ngay cái ốc. Rồi bà nhỏ bà khóc quá, bà nói nhất định là chị giết con tôi. Rồi bằng cách nào thì tìm không ra, bác sĩ tìm không ra. Sau khi chôn rồi bà khóc, bà cứ nói là chị giết thôi. Bây giờ con cô của em đâu có bệnh gì đâu mà chị ảnh nó mới em đi chợ có 30 tiếng hồ về mà nó chết. Chết cách vô lý là chị phải giết bằng cách nào. Thì bà vợ lớn mới thấy mới thề, nếu chị có giết đó thì xin cho 2 con mắt chị đuôi. Chị đuôi mù suốt đời chị. Thiệt tháng sau thì cô bác sĩ này đuôi 2 con mắt. Không bệnh gì hết, mà là bác sĩ đó. Ông chồng chạy chữa không được, ổng là bác sĩ nữa. Chạy đi bác sĩ chuyên khoa về mắt cũng không chữa được. Nó sưng từ dù, mũ ở trong đó không, nó cứ xì mũ ra ngoài. Nhức nhối chịu không nổi. Rồi cuối cùng đi bác sĩ chuyên khoa cũng không hết.
Nghe đồn nói Phật sống chùa Xuân Sơn có thể trị mấy cái bệnh nan y. Cô mới đi kiếm Phật sống chùa Xuân Sơn. Lời lại ông, ông đuổi đi, nó thôi, bà cái nghiệp nặng lắm, tôi không có chấp nhận bà được. Bà lại hoài, nhất định ông đi quỳ lại, lại năn nỉ rồi tới Phật sống chùa Xuân Sơn thấy tội nghiệp. Nói giờ bà kể coi tại sao bà bệnh gì bà biết không? Nó cô không biết. Bà đi ra bà nói dối, thêm cái tội nói dối nữa. Bà là không biết sao được. Cái nghiệp của bà nặng lắm, bà đã thề thốt làm sao, bà làm cái gì bà nói hết đi. Thì bà biết là Phật Đồ Xuân Sơn biết. Bà mới kể, nên ít ra bà cũng phải vậy. Cái tội bà nặng lắm, giết người một cách ác độc, rồi lại thề thốt một cách độc ác đi. Thì cái nghiệp bà mang là phải, là tôi không có chữa được. Rồi bà lại bà năn nỉ quá. Rồi cuối ông ông nói, tại vì giờ gì tôi cứu bà phân nửa nghiệp, tôi lãnh phân nửa, bà sẽ chịu phân nửa. Hai con mắt bà bây giờ đó mủ không à, đàm nhớt không. Tôi lấy cái thố lại đó, tôi nút ra cái mắt của bà, tôi phúi ra một con, một cái thố. Bà uống hết cái thố này, tôi uống một thố, bà uống một thố. Tôi biết bà cốm, bà không dám uống, nó tanh, nó hôi vô cùng, đàm nhớt không, con mắt nó sưng bụp vậy. Thấy lờ mờ, thấy không có thấy rõ. Mình nó nhức vô cùng. Hỏi giờ bà chịu không? Nếu chịu rồi tôi cứu bà phân nửa nghiệp. Thì tôi nút ra rồi nó mới hết được. Rồi bà phải tụng kinh sám hối, địa tạng cho đứa bé này. Cho tới chừng nào nó đầu thai, bà thấy ứng chứng thì mới thôi. Rồi bà chịu, đem hai cái tô ra, bà ổng nút một tô, gần hơn nửa tô mũ, mũ máu mà nó tôi thôi tanh trực không nổi. Rồi đưa cho bà. Bà ngần ngừ, không dám uống, mà nó tanh quá. Bà, ngài ơi, ngài nói giờ tôi uống trước cho bà thấy. Ông cầm cái thố lên, ông ở cái trật đi thôi. Rồi bà phải uống thôi, phải như cái bệnh của mình mà hại tới ông này. Rồi bà có ráng bà nút, bà uống được 10 lần mới hết cái thố đó. Bà ổng uống có một hơi một. Rồi nói gì thấy là cỡ nào. Rồi ông mới lấy cạo cái nách, ông lấy có mồ hôi ra cục ra rồi. Ông nói bà về bà pha nước bà uống cái này nữa bà hết bệnh. Nhưng mà phải tụng kinh mỗi đêm một thời cho đứa bé này. Tụng tới đâu bà đút giấy vô đó tụng hết, bà tụng lại. Chừng nào có ấn chứng Phật Địa Tạng đến rờ đầu bà hào quang hoặc qua sen nở thì đứa bé nó mới siêu lên cõi trời. Còn bà phải tụng thêm kinh Di Đà nữa để cho nó về cực lạc, thì cõi trời khổ lắm. Bà chịu. Thì chúng ta thấy ông trị bệnh một cách độc đáo. Rồi tôi nói một ít thôi, chứ cái câu chuyện nó kể nhiều lắm. Mà ông thầy ở Trung Hán Dục Cung Sơn đó, ông cả năm ông không có tắm. Suốt cả năm không có tắm. Rồi lại cái nhà thí chủ đó, đó thì thí chủ thấy vậy mới năn nỉ ông tắm. Mua nước là nấu sôi để trà rồi trong đó thì năn nỉ ông tắm. Rồi năn nỉ quá ông bị đổ vô cái thao, ông vô đó ông ngâm. Ngâm rồi xong cái ông lên mặc đồ. Thì có cô ở đó, cô vô, cô đổ, cô hửi sao cái mùi nước này thơm quá, thơm có mùi hoa sen. Thì cô nói sao lạ quá vậy thầy, thầy tắm sao mà cả năm thầy không tắm, bây giờ cái mùi nước thơm như mùi bông sen vậy. Nói, con bệnh, con bệnh huyết trắng đó, con uống là hết à. Cô này làm giật mình, trời sao mà thầy biết con bệnh ra máu huyết trắng. Thì cô có không? Cô nói có, con trị hoài không hết. Cô uống là nó hết. Cô đi múc ra uống hết bình. Cô lấy bình, lấy đồ ra cô đựng hết trơn. Ai bệnh gì cô cho uống cũng hết. Thì thôi cái đó nó thuộc về thần thông. Thì tôi kể lại thôi. Tôi thấy trong cái quyển Phật sống của Sơn chữ Tàu á, ở bên Đài Loan á, không biết có dịch ra tiếng Việt không mà tôi không biết. Rồi đó tôi coi qua, không biết giờ đâu mất rồi. Thì tôi quý vị nghe cái đó thuộc về thần thông. Còn không biết ổng đắc trí tuệ hay không thì tôi không biết. Nhưng mà có nhiều có chuyện lạ lắm. Tôi kể một vài câu thôi, nó còn mười mấy hai chục chuyện nữa. Thì quý vị nên nhớ cái nhận thức của con người là quan trọng nhất. Mà nhận thức của đạo Phật là qua cái bản thể, qua cái bất tử, thành ra đạo Phật chia ra sáu cái thần thông. Thiên nhãn thông là con mắt, thiên nhĩ thông là tổ tai, tha tâm thông là cái lỗ mũi, túc mạng thông là cái lưỡi,
Thần túc thông là cái xác thân, và năm cái rồi, lậu tận thông là cái ốc, cái tư tưởng. Cái đó là thuộc về A-la-hán. A-la-hán mà đắc lậu tận thông, còn chúng ta đắc năm cái thần thông kia là cõi trời: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thiên mà cõi trời. Tới lậu tận thông mới đắc được A-la-hán. Phát bồ đề tâm thì cái thông nó đổi thành cái minh, thì có bát minh. Thành ra tiểu thừa bên Nam Tông là có sáu căn thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì mắt là thiên nhãn thông, mà cái mũi đó là tha tâm thông, mũi hửi mùi chúng sanh. Rồi cái miệng, cái lưỡi đó là biết được nhiều kiếp, kiếp quá khứ, một kiếp, hai kiếp. Rồi tới cái thân đó là thần túc thông, có thể bay cái thân này lên cõi trời. Rồi lậu tận thông là cái tư tưởng này, nhận được tất cả đều bình đẳng hết, trực nhận trở về chân không, thì đắc quả là hán. Mà nếu có năm thông thì cõi trời cõi tiên vẫn có, mà cái thông lậu tận là không có. Rồi khi mà phát bồ đề tâm đó thì cái sáu thông này biến thành tám minh. Tại sao vậy? Vì có sáu căn mà không có mạt na, không có A-la-da, mà thêm hai căn nữa thì mới tùy thuận giáo hóa chúng sanh được. Thôi ha, thì tôi giảng sơ cái nữa, cái này là bữa nào có thì giờ chúng ta đi sâu, không? Thì tôi kêu là minh. Minh là gì? Minh là sự sáng suốt tùy thuận. Còn thông là gì? Thông là không chướng ngại, trực nhận tất cả cái hiện tượng này do mắt thấy đều bình đẳng, tức là vô phân biệt. Thì chính phân biệt đó là do mạt na, do nghiệp. Mà bây giờ mạt na nó ngừng lại, thường kêu đó là bình đẳng tánh trí, trực nhận tất cả hiện tượng giới này đều là chân không. Còn cái lỗ tai thì nghe vô lượng tiếng, tiếng chim, tiếng gà gái, tiếng giấy kêu, tiếng người ta nói, tiếng cõi trời đều trở về bình đẳng hết, đều phát hiện từ cái chân không. Rồi thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông là thì trực nhận tất cả các tâm chúng sanh, tâm thiện, tâm ác, tâm của con dế, tâm của con chó, tâm con heo, đều trực nhận trở về chân không, tức là đều phát hiện từ chân không, phát hiện từ nước bàn tịch tịnh. Thôi đại khái như vậy. Thì nếu nhận được cái đó thì là thông, thông là không có chướng ngại nữa, tất cả đều bình đẳng hết, tất cả đều phát hiện từ cái chân như, tức là chân không, niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Nhưng như vậy là mới có giải thoát cho cá nhân mình thôi, còn biết bao nhiêu người đau khổ. Bây giờ phải phát bồ đề tâm, đổi sáu cái thông này ra cái minh. Minh là gì? Minh là cái trí tuệ sáng suốt tùy thuận trong đó, mà không chướng ngại, không phải trực nhận mà tùy thuận luôn. Là chúng sanh và địa ngục, mình mang cái tâm địa ngục, nhưng mà luôn luôn vẫn là cái tâm Như Lai. Chúng sanh là Atula, là người trời, Ngài thị hiện cái tâm người trời, nhưng mà luôn luôn vẫn là cái tâm bất động của Như Lai. Rồi nếu cái tâm mà nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không, Ngài thị hiện tứ không, nhưng mà Ngài vẫn là Như Lai. Thành ra chúng ta thấy đạo Phật hay chỗ đó. Thí dụ như bây giờ tôi đắc tam thiền, tôi nhập tam thiền, thì tam thiền là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, lấy tam thiền làm cái tâm, tức là linh hồn của tôi là tam thiền. Thì tôi chết tôi sanh về tam thiền. Còn bây giờ một người tu tứ thiền tứ không đắc rồi, trở lại nhập tam thiền, thì tam thiền này không giống như tam thiền của người, tam thiền nó cao hơn. Rồi nếu mà vị A-la-hán là nhập tam thiền này là tam thiền của A-la-hán. Còn Như Lai là nhập tam thiền không phải là tam thiền A-la-hán, không phải là tam thiền của tam thiền, mà tam thiền của Như Lai. Hay nói cách khác, một người lúc 7 mà xuống lớp mẫu giáo dạy, thì cái trình độ không phải là trình độ mẫu giáo, mặc dầu dạy nó đánh dần cũng giống hệt. Một người lớp 12 rút mẫu giáo dạy thì cũng giống người lớp 7, nhưng mà khác ở cái tâm. Còn một thầy giáo giỏi xuống mẫu giáo dạy thì cũng khác, mà cũng một thứ, cũng đánh dần vậy thôi. Còn ông thầy hiệu trưởng tài ba, một nhà bác học, nhà bác sĩ xuống dạy thì cũng giống hệt, nhưng mà khác.
khác ở cái tâm dính mắc hay không dính mắc. Thôi hiểu rồi không? Rồi đại khái vậy đi, rồi sau chúng ta bắt đầu đi thấp trở lại mẫu giáo. Có nhiều quý vị đây là mẫu giáo không? Tôi cũng mẫu giáo thôi, mà tôi cũng đang bò lên, rồi tôi ngoắc ngoắc quý vị bò lên theo. Thấy không? Nếu mà tôi giảng sanh về cực lạc, quý vị về hết, còn tôi xuống địa ngục, quý vị chắc cũng phải xuống dưới với tôi. Thành ra tôi lo sợ, quý vị cố gắng. Thấy không? Thì 4:16, còn 15 phút nữa nghỉ, 1:30 thôi, để những người ở xa đó là có thời giờ người ta về. Thì bữa nay chưa có trả bài gì được, con mình tôi nói à, đọc thoại à, từ 2:30 mà tới 4:30 là 2 tiếng đồng hồ đấy. Cái gì cũng phải tội nghiệp tôi à, quý vị cố gắng để trả bài, sau rồi tôi giảng 1 tiếng thôi, còn 1:30 đó giao cho quý vị à, hay là 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì tôi 1 tiếng, quý vị 1 tiếng à. Thì quý vị về cố gắng ôn lại cái bài của quyền giác và quyền năng, thì cuối cùng còn có cái nhận thức thôi. Nhận thức như thế nào? Thì ở đây quý vị đưa ra ba cái nhận thức. Thì đúng là có dễ giảng nhiều cách, nhưng mà tôi thấy ba cái nhận thức mà khi giải thích rất lớn hết. Còn thiện cánh thì nó có là tùy niệm phân biệt, biến kế phân biệt và tự tánh phân biệt, thì đúng. Nhưng mà cho ví dụ thì nó có nhiều chỗ nó sơ hở, nó chưa có toàn diện được. Còn có một số thì cho là năm thức đầu kêu bằng ngũ câu ý thức và độc đầu ý thức, nhưng mà giải thích thì cũng không chạy. Còn copy gì đó thì lại cho là biến kế sở chấp phân biệt và y tha khởi và viên thành thật, giải thích cũng rất lớn. Cái khó là cái giải thích đó. Tôi bữa đó tôi tính chặn đó, nhưng mà thôi, chặn nữa thì mất thì giờ. Tôi chặn tôi hỏi sâu vô nữa, cho thí dụ ngay trong cuộc sống này, ngay thí dụ được là đúng. Nghe không? Rồi sau tôi đọc cái Na Tiên Tỳ Kheo đó, vua Mi Lan Đà mới Đại Đức cho thí dụ, ông cho thí dụ rất là đúng. Đại Đức cho thêm thí dụ nữa, cho thêm thí dụ, Đại Đức cho thêm thí dụ thứ ba nữa, Đại Đức cho thêm thí dụ thứ tư nữa, cho rất là hay. Tôi đã đọc thì tôi tưởng là đúng rồi, nhưng bây giờ tôi qua Đại Thừa tôi thấy không ổn. Đúng thì đúng, mà đúng ở nghiệp cảm duyên khởi thôi, qua A Lại Gia là sai, không được toàn diện. Cũng như nói là một người mà chết ở cõi người với người chết ở cõi trời tam thiền, thì người nào về trước? Thì vua hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo trả lời về một lượt. Thì tôi thấy là có bữa nó, hồi đó thì tôi tin là như vậy, bởi mình đâu có biết cái tư tưởng đi sao. Ngài xin Đại Đức cho cái thí dụ nữa. Giọng nói bây giờ bệ hạ sanh ở đâu? Nói trẫm sanh ở cách đây cái nước thứ ba, cách đây mấy ngàn cây số. Rồi cái thành phố của bệ hạ ở đâu? Nó cách đây 90 cây số. Bây giờ bệ hạ nghĩ là thành phố bệ hạ đi. Rồi bệ hạ nghĩ về cái chỗ bệ hạ sanh mấy ngàn cây số đi. Rồi cái nào bệ hạ nghĩ tới trước? Thì nhà vua nó tới một lượt. Khi nghĩ cái thành phố nó hiện ra liền, mà nghĩ tới cái chỗ mình sinh đẻ có hiện ra liền hai cái một lượt. Mình thấy nó hay quá, không phải sổ bắt. Nhưng bây giờ tôi thấy họ không ổn. Rồi Đại Đức cho thêm cái thí dụ thứ ba nữa. Thì ông cho thí dụ thứ ba. Khi một con chim sẻ nó bay ở trên cái cành bông, một con chim đại bàng nó bay trên cây ngô đồng mấy trăm thước, hai con đậu một lượt, cái bóng con nào xuống đất trước? Thì nhà vua nó đuột lượt. Tôi cũng thấy nó rõ quá rồi. Còn vậy cho thêm Đại Đức cho thêm thí dụ thứ tư nữa, mình thấy là độc đáo. Rồi thì ông mới cho thí dụ thứ tư nữa. Thứ tư cái gì tôi quên rồi. Nó bốn cái thí dụ.
thì mình thấy rất hay. Nhưng mà tới bây giờ tôi thấy cái đó là nghiệp cảm duyên cội, có không gian thì không bao giờ một lượt được. Chừng nào thế giới của sát na là không có không gian thì mới một lượt. Thành ra tôi thường đặt câu hỏi, thí dụ như bây giờ một người giảng sanh về hạ phẩm, hạ sanh của xứ Cực Lạc, thế giới Cực Lạc nha, rồi một người hạ giảng sanh về thượng phẩm của trung, thượng sanh của trung phẩm, thì ai về trước? Thì bây giờ trả lời một lượt là đúng, mà trả lời trước sau là sai. Vì thế giới Cực Lạc nó khác với thế giới quế độ này. Tại sao vậy? Vì thế giới Cực Lạc nó không có không gian. Không gian bị quá giải vào thời gian, mà thế giới này có không gian, có thời gian. Tôi thường lấy một cái thí dụ, tôi ngồi tôi nghĩ hoài làm sao thí dụ cho nó dễ hiểu. Tôi nói vậy là Phật tử không hiểu được. Tôi mới lý dụ là cái đài phát thanh Trà Vinh với cái đài phát thanh Mỹ. Bây giờ quý vị từ đây đi lại cái đài phát thanh Trà Vinh thì có vài cây số. Rồi bây giờ từ đây đi đài phát thanh Mỹ, nếu quý vị đi máy bay cũng mấy tiếng đồng hồ, có khi cả ngày. Thì khi quý vị đi vậy thì ở đâu tới trước? Thì quý vị trả lời dễ dàng thôi. Còn bây giờ quý vị đem hai cái radio, một cái bắt tần số đài phát thanh Trà Vinh, một cái bắt tần số đài phát thanh Mỹ, hai cái quý vị nhận nút một lượt thì tiếng nói nào có trước? Quý vị không thể nói tiếng nói Trà Vinh có trước, tiếng nói Mỹ có sao, không có cái vụ đó được. Tại sao vậy? Tại sao mà từ đây đi tới đài phát thanh Trà Vinh, từ đây đi tới đài phát thanh Mỹ là đài phát thanh xa hơn lâu, ít nhất của hai mấy tiếng hoặc là một hai ngày. Còn đây đi lại đài phát thanh Trà Vinh thì có chừng 15 phút, 20 phút đó. Mà tại sao đây mà bắt cái đài phát thanh Trà Vinh, bắt đài phát thanh Mỹ mà nhận lúc một lượt thì hai cái tiếng nói một lượt? Tại sao vậy? Ôi, vì phải suy nghĩ. Thế giới của không gian thì có trước có sau, còn thế giới phi không gian chỉ có thời gian không, thì nó phải phát hiện chứ nó không có đầu thai. Thành ra có cái ông vợ trong báo Văn hóa Phật giáo, người ta hỏi ông là cái vấn đề tái sanh đầu thai với vấn đề vãng sanh nó có khác nhau không, mà khác nhau làm sao? Ông giải thích không chạy, không biết không chạy hay là ông muốn thử, không biết. Ông nhờ quý Phật tử mới vật cao thạc đức đó giải thích giùm. Thì tôi vẫn muốn giải, tôi muốn để viết nhưng mà ngờ đụng thôi, mà nên tin. Nó khác nhau, mà khác nhau làm sao? Nếu mà chúng ta hiểu được vậy thì chúng ta tin cái thế giới Cực Lạc một cách như thấy chỉ bằng tay, không có vấn đề tin hay không tin, rồi thấy rõ như vậy. Thế giới sát na thì là cái dòng nước linh hồn. Thế giới chu kỳ là thế giới của sống, sống thì có không gian. Có không gian thì có tướng, có hình luôn, hình là nhận thức mà tướng là đối tượng nhận thức. Còn thế giới của sát na, thế giới của Cực Lạc là chỉ có hình mà không có tướng. Thế giới của cái dòng nước, dòng nước thì chúng ta thấy hình dòng nước trôi chảy đâu có tướng gì đâu, mà khi có tư tưởng xen vô chẻ cái dòng nước này rồi như tôi nói nãy thì bắt đầu có tướng, tức là có không gian. Mà có không gian là có méo mó, có đau khổ, có sanh, có già, có bệnh, có chết, là thế giới của chúng ta. Có sắc, có tài, có danh, có lợi, có ăn uống, có ngủ nghỉ. Nhưng mà coi chừng, thế giới của sắc giới là cũng có, không có sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ, không có nam nữ, mà chỉ có cái hỷ lạc. Hỷ lạc có không gian không? Có, chúng ta đâu có thấy nổi. Đó là cái tâm mà, cái cảm giác. Rồi thế giới vô sắc giới không có cảm giác luôn, mà chỉ có tư tưởng. Mà tư tưởng phải là không gian không? Nó cũng lại là không gian.
Thì sẽ có không gian là có vô thường, vô ngã và khổ đau. Mà không có không gian thì vô thường, vô ngã là niết bàn tịch tịnh. Thôi bao nhiêu thôi ha. Bữa nào tôi lặp lại nữa, quý vị nghe như dịch nghe sống. Mấy người mới thì phải chịu thôi. À, nhưng mà bây giờ chúng ta về chuẩn bị. Tôi có viết tên một số Phật tử mà giáo pháp giỏi, đủ khả năng để hướng dẫn một số mới. Quý vị đừng có chối từ. Nghe không? Tôi kêu trả bài thì tới là gạo cội không đó, tức là người giỏi đó. Còn những người mới thì tôi không có kêu. Nghe không? Cứ đi đi, đừng có sợ. Chứ trả được không được thì thôi. Chứ tôi có bắt Quỳ Hương đánh đòn gì đâu. Nhưng mà tôi thử coi cái trả lời mình sao. Có nhiều người giáo pháp rất giỏi mà không có cái khiếu ăn nói, không có khiếu trình bày thì thôi chịu thôi. Còn những người mà giáo pháp giỏi, mấy người mà ăn nói giỏi mà lại không có giáo pháp thì cũng không được. Giáo pháp vừa rành mà cách trình bày lại sáng tỏ nữa thì có thể giúp đỡ người khác. Vậy bắt đầu kỳ tới là chúng ta 2 giờ giảng pháp, thì có thể tới 4 giờ 2 tiếng hồ thì Phật tử nọ xa có thể về được. Còn bây giờ 2 rưỡi thì giảng tới 4 rưỡi là hơi tối. Giờ 4 giờ 15, 4 giờ 20 rồi. Ô Phật, kính bạch sư, Chủ nhật tuần tới nó nhằm ngay ngày cúng hội. Chủ nhật tuần tới nhằm ngay ngày cúng hội, thành ra bây giờ sư có thể dời lại ngày thứ bảy hoặc là ngày thứ hai. Cúng hội thì nghỉ kỳ chứ sao. Có Phật tử thì cũng yêu cầu tôi là giảng thứ bảy đâu bỏ chủ nhật. Thì tôi nói để hỏi pháp hội lại coi làm sao. Nếu mà giảng thứ tôi thì ngày nào cũng được hết đó. Nhưng mà có người ở xa thì người ta nghỉ được 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Nếu giảng thứ bảy người ta xuống nghe, người ta có thể ngủ đây một đêm. Chủ nhật người ta về. Thì cái đó tùy, tôi nói cái tôi không có quyết định, cái đó tùy ở đại chúng ở đây quyết định. Tôi thì ngày nào cũng vậy thôi. Rồi ông Dân Toàn mới đưa đề nghị đó là kỳ tới đó là bữa rằm ngay Chủ nhật, tức là ngay cái ngày giảng của chúng ta. Chúng ta có thể sửa lại ngày giảng của thứ bảy hay không? Thì quý vị thấy thì sao? Tôi thì tuy là đây đại chúng thôi, tôi thì rảnh đó. Nhưng mà hả? Ở đây là cô Bi đưa điều kiện là tôi nên nghỉ, bởi vì sức khỏe tôi không đủ cho phép. Nếu mà gấp quá thứ bảy chủ nhật thì chắc là 16, 17 là giảng ở Ngọc Trường nữa. Rồi 18, 19 chắc tôi vô là thiêu luôn. Vừa vừa thôi. Thì tháng này đó là 21, 23 ở Sư Cô Thọ, Phước Thành gì đó có tỉnh. Thì tôi có nhận nữa, tôi nói nếu tôi khỏe đi, không khỏe thì có quý tỳ kheo ở đây, tới 3 tỳ kheo đó. Thì mấy sư đó tính với nhau, chia nhau. Chứ mà giao tôi hết tôi chịu không nổi đâu. Rồi có một số vợ Sài Gòn xuống kiếm tôi nhờ tôi giảng riêng nữa. Tôi nói không có được, nghe chung thôi. Họ nói nghe không có thì giờ xuống. Tôi nói vậy là thôi chứ giờ biết sao giờ. Tôi sức khỏe không có. Vậy thì thôi là chủ nhật kỳ này chúng ta nghỉ như kỳ. Thì ngay bữa cúng hội đó nghe pháp thế bữa nay. Thì cúng hội là tôi giảng thấp rồi đó. Vì số mới nhiều. Chỉ có chủ nhật là tôi giảng đặc biệt thôi. Thì quý vị về ôn bài. Thì tôi đã nói đó, cái câu hỏi 3 câu là vấn đề nhận thức là quan trọng nhất đối với chúng ta. Thì ở đây nhận thức là cái phân biệt. Có 3 thứ phân biệt. Thì mỗi người mỗi giảng khác nhau nhưng mà cũng được hết. Nhưng mọi trình bày cho sáng tỏ, lấy thí dụ ngay trong cuộc sống. Tôi sẽ hỏi tôi sẽ dí tới cùng chứ không phải là như kỳ trước nữa. Trước là tôi để quý vị trình bày tôi coi hiểu biết làm sao. Thì có thể nói là tùy niệm phân biệt, biến kế phân biệt, tự tánh phân biệt đúng. Nhưng mà tùy niệm với biến kế khác nhau sao, tự tánh sao thì phải giải thích ngay trong cuộc sống này. Một cái thí dụ mà có 3 cách nhìn. Rồi muốn biến kế sở chấp y tha khởi duyên thành thật thì cũng đúng. Nhưng mà giải thích làm sao? Giải thích làm sao mà nó cũng trùng với 3 cái kia. Cái đường lối nó khác nhưng mà nhận thức cũng vậy thôi. Còn muốn giải thích theo là câu sanh đọc đầu ý thức hay là ngũ câu ý thức cũng đúng nữa. Mà giải thích làm sao?
Cho nó cũng hợp với mấy cái này một thứ thôi. Còn muốn giải thích nó là không có ông nào học ở chỗ, chắc ông Dân Toàn quá, học ở chỗ cô Tiên Như Đắc đó, thì nói là nó thuộc về tưởng tri và thức tri. Tôi nói đúng. Mà ông giải thích làm sao? Thì ông giảng rồi tôi dí một cái ông cũng chơi chơi. Tôi nói gì suy nghĩ lại. Đúng chứ không phải sai. Nhưng mà giải thích cho thí dụ thì trật, tôi không đồng ý. Mấy cái đó đúng hết trơn á. Nhưng mà mình cho thí dụ phải cho đúng. Mà thí dụ là cuộc sống của mình. Thí dụ đúng là đúng. Mà nói danh từ không giải thích vô trật lắc thì không được. Được. Đạo Phật nó dễ, dễ là dễ cuộc sống. Khi mình học người nào người đó giảng, mình kêu cho thí dụ, hai thí dụ, ba thí dụ, rồi bốn thí dụ, phải cho thí dụ là không có chạy nữa. Còn giải danh từ thì chạy. Cũng như cái đó ông Thiện Khánh danh từ ông chạy, rồi tới ông Dân Toàn cũng vậy, để từ ba cái ông giảng con cái, rồi hai cái kia ông bỏ, ông chạy. Không được. Mà thí dụ lại thí dụ trong cuộc sống này. Cái nhận thức sai lầm thì đau khổ, nhận thức đúng đắn thì hết đau khổ, nó hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là một cái trái hình của đau khổ. Nhận thức toàn diện thì đau khổ mới hết. Mà nhận thức sai lầm của bốn đường ác thì khổ đau như thế nào? Bốn đường thiện là đổi cái đau khổ qua cái hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là một cái trái hình đau khổ. Tại sao vậy? Hạnh phúc toàn diện là sao? Rồi phải cho thí dụ đàng hoàng. Thì cuối cùng là có cái nhận thức thôi. Mà tôi giảng nhiều cái nhận thức như nãy quý vị thấy trình bày đúng hết 4-5 cách nhận thức. Nhưng mà phải cho thí dụ cho đúng đó. Vậy thôi, tới đây chúng ta tạm ngừng. 4:30 rồi. Để vị nào có về thì về. Hẹn kỳ tới. Một Phật cho con hỏi nha thưa sư. Còn một cái nữa. Kỳ trước sư có kể ra cái mẫu chuyện là vua Lương Võ Đế với tổ Đạt Ma. Một câu hỏi mà có ba phần á, phần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba kỳ trước á, thì sư kêu kỳ này là trả lời cái câu hỏi của sư kỳ trước. Như vậy thì hôm nay thì sư nói là phải trả lời câu hỏi giữa là khác giữa gì? Dạ. Giữa quyền giác với huệ năng. Như vậy thì nó lộn xộn quá sư, thành ra thống nhất một cái để trả lời cho nó dễ. Dạ. Thiện Đức đưa ra cái đó hay, nhưng mà không nắm được cái ý tôi. Nó khác mà nó một thứ, nó đều là nhận thức hết. Nếu nhận thức ở bên huệ năng với quyền giác thì nhận thức Lương Võ Đế cũng vậy thôi, nhưng mà đổi cái cách cái câu chuyện nó khác. Nhưng mà cũng là nhận thức thôi. Nhận thức giữa Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma, cái nhận thức cái thứ nhất là cái gì? Là cái phước báo. Phước báo như thế nào là dính mắc, phước báo như thế nào là giải thoát, thì cũng là nhận thức. Tôi cũng bố thí, tôi cũng cất kiện chùa độ hơn 3.000 tăng, mà là phước báo. Giờ đừng bỏ cái đó qua trí tuệ, không có vụ đó đâu. Tôi cũng bố thí, cũng cúng chùa, cũng độ hơn 3.000 tăng, mà tôi trí tuệ được không? Chứ đâu phải nói vậy là tôi gần nay là không cúng dường cho các sư, không cất chùa, không giúp đỡ tăng sư, vẫn giúp đỡ, nhưng mà vẫn giải thoát. Giải thoát là ở cái nào? Ở cái tâm. Rồi cái thứ hai là phân biệt có thánh có phàm. Ngài là thánh, Bồ Đạt Ma là thánh, tôi là phàm, Lương Võ Đế là phàm, phải không? Mà Bồ Đạt Ma bác không có thánh phàm. Nếu thánh phàm đó là phàm phu, phàm phu mới chia ra thánh phàm mà luân hồi hoài. Mà phàm phu là có Phật tánh không? Bằng với Phật không? Cũng vẫn bằng. Nếu đứng về phương diện bát nhã thì không có thánh phàm, nhưng đứng diện phương diện phàm phu thì vẫn có thánh phàm. Cũng là cái tâm. Mà cái tâm khác nhau làm sao mới được? Cũng là cái nhận thức. Còn cái thứ ba là không biết, là bậc thánh tăng không biết cái gì hết, là cây đá. Còn chúng ta biết là phàm phu, biết là vọng tâm người trời,
Vì thánh không có biết sao? Thánh không biết là không biết gì hết, mà phàm phu cũng biết, mà cái biết của phàm phu với của thánh nhân khác nhau sao? Thì cũng là cái tâm. Bây giờ tôi đặt bao nhiêu câu hỏi, bây giờ cũng đột về tâm thôi. Thì khi tới trở bài luôn hai cái. Mà cũng là tâm thôi. Hãy quý vị nắm được cái là nắm hết. Tôi tính bữa nay cũng nói về tâm nữa đó. Tức là trạm xe. Trạm xe là tâm thanh tịnh, giới thanh tịnh, tâm thanh tự kiến thanh tịnh. Rồi đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, vô từ trước bắt đầu. Tám trạm. Mà cũng là tâm thôi. Mà khác á. Thì quý vị thấy tôi mới nói nãy đó là nhắm cái tâm thôi. Thì 15 mạng chúng sanh tôi sẽ dẫn tâm rất rành, từ địa ngục cho tới cõi trời phi phi tượng. Rồi bốn đường ác nó tương đợi với nhập lưu thế nào, nhất dẫn lai bất lai A-la-hán sao, thì chúng ta phải nắm vững. Thì kinh nào bài nào chúng ta cũng đi tuốt luốt hết, nắm vững nó. Thì cái đó là cái Phật pháp ra đời. Tôi thấy là nó mất, bây giờ tôi ráng giúp lại. Thì mỗi người phải đi lấy. Tôi không có trả lời mấy kỳ trước, tôi không, kỳ này tôi cũng không trả lời. Tôi đặt lại, tôi làm khích lệ quý vị, cho quý vị phải suy nghĩ. Mà muốn suy nghĩ là phải có thời giờ để nhơi lại cái cỏ, tức là mấy món ăn tôi dâng. Rồi tư thì quý vị cho tôi đâu có xen vô đó được, dâng là phần của tôi. Còn suy nghĩ ngơi cho hiểu biết là quý vị phải thiền định. Thành ra phải nói là giới định tuệ, cái định là quan trọng hơn hết. Quý vị phải về có thời gian để nghiền ngẫm lại. Còn không lôi chúng ta về, không có trao đổi nữa. Quý vị không có số vốn là lấy gì trao đổi. Mà nếu tôi giảng hết thì tôi còn cái gì nữa? Tôi không bao giờ giảng hết. Thành ra ở trên Ngọc Viên đó, mấy sư cô lớn này, cô ni trưởng gì đó có nói, sư giảng nửa chừng sư bỏ, làm tụi con hụt hẫng, con không hiểu gì hết. Rồi tôi nói không hiểu thì thôi, giờ biểu tôi làm sao? Tôi cố tình cho hụt hẫng. Hụt hẫng là cái thành công của tôi. Ăn mà ăn no cái bụng thì tức bụng, ăn phần nửa thì nó ngon. Tôi đưa ăn phần nửa. Còn phần nửa quý vị phải nhơi lấy. Giờ hiểu chưa? Giờ đại khái là vậy. Thì mấy cái chuyện này quý vị giờ ôn lại. Nếu mà quên đó thì mở cái đĩa ra coi. Ba câu hỏi Lương Võ Đế. Rồi câu hỏi của Huệ Giác và Quyền Năng cũng là cái nhận thức thôi. Nào quý vị không nắm được là không chạy, mà nắm được rồi nắm được hết, từ nay cái gì quý vị cũng được. Rồi đây tôi tới đưa tới Phú Lầu Na và Xá Lợi Phất, là cái tâm trên vấn đề quan trọng là nhập lưu nhất lai bất lai là từ đây mới có đạo đạo Phật. Thì thôi quý vị về ha, ở đây có đĩa quý vị đầy đủ phương tiện quá rồi, chỉ còn cái là làm biến thôi. Cái đó là cái tôi không chịu. Phải bền bỉ, quý vị phải sắp xếp thời giờ, chứ không phải tu rồi không làm gì hết là lấy gì ăn. Mà không phải làm rồi bỏ tu. Vô đây nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia, tôi không chịu. Mà nghiền ngẫm là phần quý vị, tôi không có xen vô đó được. Quý vị ăn cỏ như con trâu ăn thì quý vị phải ọc ra, quý vị nhơi cái là phần của quý vị, tôi không có xen vô đó được. Nếu mà tư rồi quý vị mới có cái hiểu biết, mới trả bài trong tôi, rồi mà quý vị mới sống với nó, thì quý vị mới thành Phật được. Mà đại khái như vậy. Thôi vậy là tôi nói hết ý của tôi ha. Thì tôi cũng năn nỉ quý vị về cố gắng sắp xếp thời giờ, để một đêm có ít nhất một tiếng đồng hồ. Còn ai chưa có thì 15, 20 phút, 30 phút. Thì học bạn mình, chứ học của bài của tôi không hiểu. Thì cũng phải đến đây nghe, để có cái sự thông cảm giữa cái linh hồn quý vị và linh hồn của tôi. Chứ đừng có nghe bằng cái đĩa. Cái đĩa là sau đó là cái máy chết. Cái địa ngục giảng cho quý vị nghe. Thôi trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới, chúng ta đều giảng sanh Cực Lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.